Được rồi. Chào anh em thợ xe máy trên toàn quốc nha. Hôm nay mình sẽ review cái thiết bị mà mình phát triển cũng được thời gian khá dài rồi. Đó là cái thiết bị tự động ngắt điện và cảnh báo rơi LV cũng như là chống cướp ấy. Thì mình sẽ review cái thiết bị trên con xe Lít 2020 đời đèn halogen. Bây giờ anh em lưu ý này, đây là cái rắc để cắm nối tiếp với cả cái rắc thiết bị ổ khóa nhá. Đấy, anh em lưu ý là cái rắc này này, với cả cái rắc của thiết bị này cắm vào cái rắc dây điện trên xe thì là mình lưu ý là cái dây đỏ và cái dây đen đen sọc trắng này, là lưu ý hai cái dây này là phải trùng vị trí với cả cái dây đỏ và đen sọc trắng của dây điện trên xe. Nếu như mà nó sai vị trí thì là cái thiết bị nó hay bị làm việc sai. Nên là anh em lưu ý chỉ cần hai dây đỏ và đen sọc trắng thôi, còn lại hai cái dây đen và đen sọc đỏ đây là hai cái dây nó là dây sau của đen kẻ trắng nên là mình cũng không cần phải quan trọng lắm. Đấy. Còn lại cái rắc này để cắm vào chuôi khóa thì mình cũng không cần phải quan tâm, không cần phải đổi. Đó, sau đó mình sẽ cắm nối tiếp vào đây này. Mình tí nữa sẽ review tiếp cái thiết bị tắt mở đèn dùng rắc cắm. Rồi. Em cầm cho. Đây, và có một cái dây mát. Đây là mình sẽ bắt vào cực mát của ắc quy nhá. Nếu như mà đối với các cái dòng xe mà ắc quy ở dưới như là SH ấy thì là anh em có thể tìm cái địa vị trí mà lắp mát nó phải tốt thì là thiết bị nó sẽ làm việc chính xác hơn rất nhiều. Kéo tóc vào cái này nhá. Đâu. Lại cứ lùi lùi bẹp một phát. Còn lại cái dây màu tím này, đây là dây để lấy tín hiệu để cảnh báo rơi FOB và cảnh báo chống cướp ấy, thì là mình sẽ nối vào cái chân số 7 của FCU. Anh em lưu ý này, tức là cái rắc 12 chân này. Cái đấy nó đều luôn à? Đây là cái rắc 12 chân thì mình sẽ quay cái rắc FCU nó như thế này. Đó, mình sẽ tính là bắt đầu là từ dây đen là chân số 1 và cho đến chân số 6 và đến hàng thứ hai là bắt đầu là từ dây màu ghi đây và đến dây màu xanh sọc trắng là dây mát đấy, là từ 7 cho đến 12. Đấy, tức là mình nhìn luôn cái đáy rắc nhá, thì mình sẽ tính từ bên trái. Đấy, từ 1 cho đến 6 và từ 7 cho đến 12. Thì anh em sẽ trích cái dây xám này ra này. Con này là dây màu xám nhá. Đối với là Lead và Vision thì nó là màu xám, và Airblade thì là nó sẽ là dây đỏ sọc trắng, đều là chân số 7 hết. Còn đối với SH và PCX là chân số 10, cũng là dây màu ghi xám. Thì mình sẽ nối dây tím này vào đấy. Không cắt ra nhá, mình chỉ chích ra thôi. Chích chích, nhớ ra chích nha anh em nhé. Cái dây màu xám này là dây điều khiển cái tín hiệu đèn báo chìa trên mặt đồng hồ. Tức là khi nào mà khi mà FOB nó xa xa xe thì trong khoảng là 40 giây nhá. Tức là cái thời gian nó cũng tương đối là dài. Băng dính ở đây nhỉ? Mất 40 giây thì sẽ cảnh báo. Tại vì là mình phát triển cái thiết bị này thì hiện tại là trên con SH thì là nó tốc độ nó tìm xe, nó tìm chìa nó rất là nhanh, nhưng mà đối với cái dòng xe này là nó lâu hơn một chút. Thôi. Cứ để Băng đấy dính cuốn không? cuốn băng dính xong cũng được. Đấy, bây giờ mình sẽ thử. Xuống đây chú anh ơi. Nhà chị chuyển về nhà rồi nè. Ở nhà giờ chỉ lắp mạch cho anh em. Thử chế độ tự ngắt trước nha.
Bây giờ mình sẽ thử chế độ tự động ngắt điện cho nó xem là nó hoạt động có tốt hay không. Tức là cái xe này nó trong khoảng 1 phút thì là nó sẽ tự động nó ngắt toàn bộ hệ thống cho mình. Tức là nó làm việc tự động nhá. Tự động ngắt điện. Khi mà cái lùm khóa của mình mà ví dụ cái người đi xe mà người ta quên ý, thì là nó sẽ tự động nó ngắt. Thì trong quá trình chờ ngắt thì mình sẽ giới thiệu luôn cho anh em cái thiết bị thứ hai, đó là cái thiết bị on off cho đèn. Đấy, thiết bị này thì là nó cũng có jack rồi, mình phát triển là sau này có jack hết này. Anh em thì việc cắm jack thôi. Và cái này nó sẽ sử dụng cái tín hiệu của cái tín hiệu của công tắc idling stop nhá. Đây mình sẽ cắm luôn. Đây. Anh em nhớ là cái jack 3 dây này. Jack mà có 3 dây là sẽ cắm về công tắc pha cốt. Và cái jack 2 dây đây là cắm cho cái công tắc idling stop này. Đấy. Và một cái điều lưu ý nữa là anh em để ý, nếu như mà ví dụ mình khi mình cắm ấy, mình nhìn xem là ở đây là cái dây nó có trùng nhau không. Ví dụ như là đen sọc xanh thì nó phải trùng với đen sọc xanh, và xanh sọc đen là phải trùng nhau nhá. Đấy. Tại vì là cái con lít đời đèn LED halogen, đời halogen này thì là nó sẽ trùng với cả con Vision cũng đời halogen. Đấy, tự động ngắt điện rồi đấy. Tức là trong khoảng độ 1 phút nó sẽ ngắt toàn bộ hệ thống. Chuyển về nhà làm ở nhà chú anh ạ. Đây, anh em cắm đây này. Về làm mạch. Cắm nối tiếp nha. Rồi, và cái rắc này là mình sẽ cắm nối tiếp với cả cắm vào công tắc. Rồi. Còn bên này thì anh em sẽ rút cái công tắc của rắc của công tắc pha cốt ra. Phải mặc váy. Đây. Đây công tắc pha cốt này. Thì mình sẽ cắm nối tiếp vào đây. Đây mình sẽ cắm nối tiếp. Cái đấy nó không... Cái sát ở trong. Rắc này nó sát. Cái sát anh em đẩy ra tí nhá. Vào giữa là được. Ok, lúc nào rảnh xuống đây nha chú anh ơi, xuống vào trong nhà nha. Nhà chị bây giờ chuyển về đó, làm mạch cho anh em. Mình sẽ cắm nối tiếp này, rồi. Và cái rắc này là mình sẽ cắm đây là xong. Ông nói bé. Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ thử luôn cái đèn này luôn. Cho cái pha lên đấy. Cái này là khi mà mình bật idling thì là nó sẽ ngắt đèn, và khi mình đây này, anh em nhìn nhá. Đây, nó đã ngắt hết toàn bộ hệ thống điện rồi này. Đây lùm khóa vẫn on này. Đấy. Rồi, bây giờ mình đánh thức lại này. Bật lên này. Đấy. Nổ máy. Rồi đèn sáng rồi này. Anh em nhìn thấy không? Đèn sáng rồi này. Công tắc tắt đèn này. Đấy, tắt đèn bằng nút idling. Nút idling này. Đấy. Con này găng ti nhỏ thế. Găng ti nhỏ. Tắt đèn này. Bật đèn này. Pha cốt này. Đấy là cái chế độ tắt đèn nhá. Và khi mà mình cái này là nó có một cái rất là hay, là khi mà mình tắt đèn đi thì là chế độ idling nó vẫn hoạt động bình thường. Tại vì khi mình bật idling ấy là mình lên tắt đèn để cho nó tiết kiệm điện áp ắc quy để chế độ idling nó hoạt động cho nó tốt.
Mình thử lại cái chế độ tự ngắt này, có đèn anh em dễ dễ quan sát. Hôm nào rảnh thì mình sẽ chia sẻ một số các cái ban bệnh, ví dụ như là hiện tượng mà nháy đèn ở trên con xe Everest 125 ấy, đời 2013. Đấy, ngắt rồi, tức là thời gian nó khoảng độ 30 giây thôi, không đến 1 phút đâu, là sẽ tự động ngắt toàn bộ hệ thống điện. Đây là còi để cảnh báo rơi FOB nhá. Bộ nào? Mình có thể bây giờ mình sẽ xe này thì không đến, nhưng xe của ông là phải 8 triệu. Xe xịn là phải 8 triệu. Ông có lắp chống trộm không? Bây giờ mình sẽ mình sẽ thử cái chế độ cảnh báo rơi chìa. Đấy. Ví dụ khi mà chìa mà nó xa xe, tức là mình tắt hẳn đi. Mình tắt cho nó về đèn đỏ đi. Đấy. Tắt về đèn đỏ này. Đấy. Và khi mà cái đèn báo chìa ấy ở trên mặt đồng hồ. Đây. Nó nháy lên. Tức là có thể là mất khoảng 40 giây từ lúc mà khi mà xe nổ máy. 40 giây. Từ lúc mà mình tắt cái chìa đấy là nó mất khoảng 40 giây là nó sẽ cảnh báo. Cảnh báo nó hú còi, sau đó thì nó sẽ ngắt máy. Nó hú hết khoảng độ một hồi còi nhá. Em lưu ý. Tức là các cái dòng mình đang lắp cái bộ này cho ví dụ như Vision và LED LED ấy, thì là cái chức năng mà nó tìm chìa thì là nó lâu hơn một chút. Nó mất khoảng 40 giây. Sẽ ngắt toàn bộ hệ thống luôn nhá. Đây, hiện tại thì mình làm rất nhiều các cái thiết bị cho anh em thợ để anh em đây là tất cả các cái mẫu rắc cắm để tắt đèn này. Đây là của SH Mo này, rắc cắm của SH Mo này, và đây là SH Cao này, đây là rắc của LED Vision Halogen này, và đây là rắc của LED LED này. Có đầy đủ các loại rắc cắm cho anh em. Và đây là của con Everest 2020. Rắc Everest 2020 nhá. Đây là các cái thiết bị mình đang chuẩn bị để mình gửi cho anh em thợ. Rất nhiều thiết bị. Đấy. Mình xin phép được kết thúc video clip ở đây nhá. Chào toàn thể anh em nhá.